1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một cái cành nhỏ này có 7 quả. Đây thì là cái cây chanh mình trồng trong chậu nhỏ. Thì các cái cây cỏ phía dưới mọc, phía dưới đây rất là xanh tốt, thì chứng tỏ là lượng phân và chất dinh dưỡng mình đưa vào là khá nhiều, thì cái cây cỏ nó mới có màu xanh sẫm như này. Thế và cây chanh của mình đợt trước là bị vàng lá, nhưng mà đợt trước là do nó nắng nhiều quá, thì đối với cây chanh mà để chỗ nhiều nắng quá là nó cũng sẽ bị vàng lá. Thì bây giờ đợt này nó có mưa nhiều thì bắt đầu các cái lá phía trên ngọn nó đã hơi chuyển sang màu xanh rồi các bạn. Thì các bạn mà trồng cái cây chanh mà chậu nhỏ mà trồng ở giữa trời nắng thì các bạn phải trồng thêm một cái cho cái lớp thảm cỏ phía dưới nó mọc nhé. Nhưng mình sẽ chăm sóc cây chanh như thế nào mà để cho là vừa chống được nắng mà cái cỏ này nó sẽ không hút hết chất của cây chanh nhé. Thì khi thấy cái cỏ nó tốt lên như thế này rồi mà cây chanh của mình nó sẽ không xanh bằng được cái cây cỏ, thì mình lúc đấy mình phải cắt bỏ cỏ đi và mình sẽ lại bón phân tiếp cho nó nhé các bạn. Thế mình cây chanh nhỏ của mình rất nhiều quả. Đến đoạn sau mình sẽ đếm xem được bao nhiêu quả cho các bạn xem nhé. Thì cây chanh mà nhỏ, mà chậu nhỏ thì ta phải bón phân đều cho nó, cứ tầm khoảng 10 đến 15 ngày là phải bón cho nó một lần nhé các bạn. Thì đợt này trời nó mưa nhiều thì mình sẽ bón cho nó một ít phân NPK màu xanh lam này, thành phần của nó là 13 13 cộng 13. Thì mình sẽ cắt bỏ hết cái cỏ đi nhưng mà không nhổ cái gốc của nó đi, tại vì mình để các cái rễ nó phía dưới đây là để cho nó chống chai đất. Khi các cái rễ nó phía dưới này nhưng mà nó cắt các cái lá ở phía trên này thì nó cũng không hút chất dinh dưỡng được, thì cái rễ nó sẽ giữ ở phía dưới và nó sẽ làm cho cái đất của mình nó tơi xốp hơn, và mình sẽ bón phân nó sẽ tăng cái lượng phân lên một chút thì cây chanh nó vẫn có thể đủ chất dinh dưỡng nha các bạn. Đây thì một cây chanh nhỏ này mình sẽ cho khoảng tầm 30 gram, từ 20 đến 30 gram. Mà các bạn có bón thì bón hạt này thì bón cách xa gốc thôi nhé, không nó dính vào gốc của nó là nó sẽ làm thối cái lớp da ở phần gốc đấy nhé các bạn. Thế và sau khi mình bón cho nó một ít NPK rồi, mình sẽ bón thêm cho nó một ít lân bột các bạn. Lân bột là để nó kích rễ và cho cái lá của nó sẽ chóng chuyển sang màu xanh hơn.
Đấy, cây chanh của mình rất nhỏ, nhưng mình sẽ đếm cho các bạn xem là bao nhiêu quả nhé. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đây, 2 quả nữa là 10 này. Đấy, các bạn xem chùm bên này nhé, 10 quả rồi. Một cành này là có bao nhiêu? 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Cành này 7 quả. Bên này 4 quả nữa là 11. Thế là 21 quả. Đấy, cây chanh nhỏ xíu mà 21 quả. Thì muốn quả nó to thì các bạn phải bón phân thường xuyên cho nó. Thì đợt này nó mưa nhiều, thì các bạn sẽ bón, mình sẽ bón cho nó cái dạng phân hạt như này, thì để mưa nó sẽ ngấm dần dần vào gốc, không phải pha loãng ra nữa các bạn. Đấy, thì cây chanh mà nhỏ mà ta để nhiều quả thì ta làm cây bonsai thì nó sẽ không phát triển được, và nó sẽ chỉ tập trung nuôi quả. Thì lúc đó ta sẽ bón phân vào để cho nó tập trung nuôi quả, nó sẽ ra được quả to và cây nó sẽ nhiều quả, nó sẽ rất là đẹp. Đấy, hôm nay mình chia sẻ cái video về cách chăm sóc cây chanh sai quả, trồng chậu nhỏ. Đến đây mình xin tạm dừng. Các bạn xem thấy hay, có hữu ích, nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.